Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sài Gòn cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Anh Khoa, sinh năm 1984, mang quốc tịch Canada, để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người. Trước đó, Đỗ Anh Khoa đã cùng nhóm bạn vào quán bar ở trên đường Tôn Đức Thắng ở thành phố Sài Gòn thuộc phường Bến Nghé, quận Nhất, thì xảy ra va chạm với nhóm của Nguyễn Văn Trương, sinh năm 1990. Sau đó, hai bên cự cãi, đánh nhau, và trong lúc hỗn chiến, Khoa đã dùng dao mang theo và đâm chết Trương và đâm bị thương Lê Hoàng Huy. Việt Kiều Mỹ, chủ tịch của công ty Milano Vina, đã vay hơn 130 tỷ đồng để buôn lậu hàng hiệu thời trang. Sau đó đã bỏ trốn và bị công an Việt Nam truy nã, khiến lãnh đạo nhà băng cho vay như là không giám sát đã phải lãnh án tù. Theo báo, một tờ báo trong nước dẫn tin, Tòa án Sài Gòn ngày 14 tháng 6 đã xét xử bà Huỳnh Thị Trinh, 45 tuổi, làm giám đốc ngân hàng của Eximbank Sài Gòn, cùng hai thuộc cấp về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Liên quan đến vụ án, bà Đặng Bạch Helen Việt Kiều Mỹ, chủ tịch công ty Milano Vina, đang bị truy nã về tội chiếm đoạt hơn là 134 tỷ đồng của ngân hàng này. Theo điều tra năm 2009, bà Việt Kiều đã mở công ty Gia Phát Thành và thuê ông Trương Hoàng Linh làm giám đốc. 3 năm sau đó, bà Việt Kiều đã đề nghị bà Trinh cho vay vốn để kinh doanh hàng thời trang Gucci và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Hàng được nhập từ Ý về bán tại các khách sạn trên đường Đồng Khởi thuộc quận Nhất Sài Gòn và quận Hoàn Kiếm ở Hà Nội, Việt Nam. Sau đó, bà Trinh đã ra lệnh thuộc cấp là ông Phạm Duy Hiển, phó trưởng phòng khách sạn, và bà Nguyễn Thị Thu Hằng là cán bộ tín dụng để thẩm định hồ sơ cho công ty của bà Bạch Helen đã cho vay là 140 tỷ đồng thông qua 61 hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ. Số tiền này bà Helen dùng làm vốn buôn lậu hàng thời trang. Khi mất khả năng thanh toán, bà Helen đã bỏ trốn để lại số nợ hơn là 134 tỷ đồng. Sau một ngày làm việc, Tòa án Sài Gòn nhận thấy các bị cáo không được hưởng lợi trong các hợp đồng tín dụng nên chỉ truyền phạt bà Trinh 3 năm tù treo, ông Hiển và bà Hằng mỗi người 2 năm tù treo. Theo nguồn tin trong nước cho biết, trước đó hồi năm 2013, Công an Sài Gòn đã phá đường dây buôn lậu các mặt hàng thời trang cao cấp và đã truy nã quốc tế ông Trần Anh Tuấn, 57 tuổi, cũng là Việt Kiều Mỹ, là chồng của bà Đặng Bạch Helen, chủ chuỗi cửa hàng Milano tại Sài Gòn và tại Hà Nội, Việt Nam. Một cuộc điều tra kéo dài 4 ngày do lực lượng đặc nhiệm ma túy Livingston County thực hiện đã dẫn đến những cáo buộc về tội ma túy ở mức độ nặng cho một ông ở thành phố Rochester bị tố cáo là buôn bán cần sa trong khu vực Geneseo. Vào ngày 24 tháng 10, các thành viên lực lượng đặc nhiệm đã bắt đầu một cuộc điều tra chung với cơ quan bưu điện Hoa Kỳ ở Rochester liên quan tới những khối lượng lớn cần sa được vận chuyển từ California tới một ngôi nhà trong khu Geneseo. Người ta tin rằng nghi can đã đưa lậu hơn là 100 pound cần sa vào Livingston County trước khi có cuộc điều tra này. Các gói cần sa đã được trở đi từ California, sau đó được giao hàng tới một ngôi nhà ở Goodbye Park trong khu vực Geneseo vào ngày 27 tháng 10. Nghi can tên là Tony Huỳnh, 43 tuổi, đã nhận gói hàng từ ngôi nhà ấy và ngay lập tức bị bắt bởi các thành viên lực lượng đặc nhiệm. Nghi can bị khám phá là có hơn 25 pound cần sa. Tony Huỳnh đã bị bắt mà không có chuyện gì xảy ra và bị Sở Cảnh sát Geneseo buộc tội hình sự bậc 1 là sở hữu cần sa, một trọng tội loại si. Tony Huỳnh, 43 tuổi, đã bị luận tội tại Tòa án Geneseo Village Court trước mặt thẩm phán Thomas Bushnell, người đã ra lệnh tạm giam nghi can với khoản tiền thế chân để tại ngoại hậu tra, đó là 5.000 đô la Mỹ tiền mặt hoặc là 10.000 đô la tiền bảo đảm.
văn phòng biện lý địa hạt Livingston County đã đề nghị mức tiền thế chân đó là 15.000 đô la tiền mặt hoặc là 30.000 tiền bảo đảm. Theo cảnh sát trưởng Eric O'Ganian của Geneseo cho biết, trong quá khứ là cảnh sát đã từng đến ngôi nhà mà Tony Huỳnh nhận hàng cần sa ở Geneseo. Một tuần vì có người bị khóa xe và lần vì có người thì cần xe cứu thương nhưng không liên quan đến ma túy. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra về mạng lưới buôn bán của Tony Huỳnh và muốn biết nhóm nào ở California đã gửi ma túy đến tiểu bang New York. Bắt đầu ngày 1 tháng 11 năm 2017 thì người dân lái xe ở California sẽ phải tốn thêm trung bình là 10 đô la mỗi tháng vì các đạo luật tăng thuế bắt đầu được thi hành. Các luật thuế mới được nghị viện tiểu bang thông qua và thống đốc Chair Rao đã ký ban hành từ tháng 4. Đảng Dân Chủ đang chiếm đa số trong nghị viện và các đại biểu Cộng Hòa đã phản đối kịch liệt những loại thuế mới này. Đây sẽ là một đề tài sôi nổi trong cuộc tranh cử vào năm 2018. Thuế đánh trên các cây xăng sẽ tăng từ 29,7% lên 41,7% khi bán một gallon xăng. Thuế trên diesel tăng từ 16% lên 36% một gallon. Đó là thứ thuế mà các chủ cây xăng phải trả, nhưng họ sẽ tăng giá bán để khỏi bị thiệt thòi. Thuế tiêu thụ sales tax không đổi cho dầu xăng vẫn ở mức là 2,25%, nhưng thuế mua diesel tăng từ 9% lên 13%. Những người lái xe chạy điện không chịu ảnh hưởng thuế xăng, nhưng từ nay sẽ phải đóng lệ phí là 100 đô la một năm. Các chủ nhân xe ở California cũng phải trả thêm lệ phí dùng xe, tăng 25 đô la một năm cho những xe trị giá dưới là 5.000 đô la, cho tới là 175 đô la cho các xe giá cao hơn 60.000 đô la. Chính phủ Brown nói rằng các luật tăng thuế này sẽ thâu được khoảng 5,2 tỷ Mỹ Kim để có tiền sửa chữa đường xá, cầu cống và xây dựng hệ thống chuyên chở công cộng. Quỹ xây dựng cơ sở tầng của California đang khiếm hụt và 130 tỷ đô la. Các đại biểu thuộc Đảng Cộng Hòa đa số bỏ phiếu chống các luật tăng thuế này. Họ yêu cầu là chính phủ hãy cắt bớt những chi tiêu phí phạm và ngưng tiến hành việc xây dựng hệ thống xe lửa tốc hành để có tiền tu bổ đường xá, cầu cống. Ngoài ra, nghị sĩ Josh Newman, đảng Dân Chủ, đơn vị Fullerton, đang bị nhiều người ký kiến nghị đòi bãi nhiệm vì ông bỏ phiếu ủng hộ các đạo luật tăng thuế trên đây. Nếu được tiến hành thì cử tri trong đơn vị sẽ bỏ phiếu vào đầu năm 2018. Đảng Cộng Hòa sẽ nêu việc tăng thuế xe và thuế xăng là một đề tài công kích các đối thủ vào mùa tranh cử năm tới. Chi tiêu trong ngành xây cất tại Mỹ tăng 0,3% trong tháng 9, với trị giá các giao kèo xây cất của chính phủ chiếm phần cao nhất trong 4 tháng qua, cân bằng được sự sút giảm từ các lĩnh vực khác. Theo bản báo cáo do Bộ Thương mại của Mỹ đưa ra vào sáng ngày thứ Tư tại Washington, cho hay là sự gia tăng trong tháng 9 có được tiếp theo mức gia tăng là 0,1% trong tháng 8 và đã sút giảm trong tháng 6 cũng như là tháng 7. Tuy đang có sự suy yếu trong lĩnh vực xây cất nhà ở trong năm nay, các kinh tế gia tiếp tục lạc quan rằng mức độ thất nghiệp thấp sẽ sớm tạo thêm các hoạt động mua bán và xây cất. Nói chung, nền kinh tế của Mỹ tăng trưởng ở mức 3% vào quý 3 vừa qua, dù rằng lĩnh vực xây cất nhà ở tư nhân bị giảm trong 2 quý liên tiếp. Các kinh tế gia cho hay tất cả sự gia tăng trong bản báo cáo vào hôm thứ Tư về ngành xây cất đến từ mức gia tăng là 2,6% trong lĩnh vực liên quan tới chính phủ, với chi tiêu xây cất của chính quyền địa phương là tăng 2,5% và liên bang thì tăng 3,4%. Lĩnh vực nhà ở tư nhân cho thấy không có sự gia tăng, trong khi các hoạt động xây cất tư nhân không để xây nhà ở giảm là 0,8%, sự sút giảm liên tiếp trong 4 tháng qua. Nói chung, chi tiêu và xây cất lên tới 1,22
ngàn tỷ đô la, tăng là 2% so với năm trước. Trong lĩnh vực xây cất tư nhân không là nhà ở, việc xây các văn phòng giảm là 1,1% và các kiến trúc gồm cả thương xá cũng giảm là 1%. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.